Đấy là buổi chiều ngày 5 tháng 9 2023. Chiều nay thì tất cả các vận động viên các tuyển sẽ tập luyện trở lại. Trước mắt thì ra sân đang có tuyển U12 và U13 đang tập luyện cùng với tuyển thủ môn. Thì sáng ngày hôm nay thì tất cả các vận động viên đã đi khai giảng năm học tại các trường. Thì từ ngày mai thì sáng ngày mai thì bắt đầu các bạn sẽ đi học vào buổi sáng. Buổi chiều các bạn sẽ tập luyện bình thường. Di chuyển đi học vào buổi sáng thì các bạn sẽ công ty đã bố trí xe điện đưa đón các cháu đi. Đưa đón các cháu đi học, đi vào về. Cái này thì phụ huynh yên tâm. Có nhiều người phụ huynh hôm qua hôm trước chứ đừng lo các cháu phải di chuyển đi bộ để đi học. Nhưng mà sáng hôm nay thì là công ty là tụt xong phương án xe điện chở các cháu đi học. Để trước mắt là các bạn U12. Hôm nay thì thầy Văn Sơn Linh và thầy Văn Sơn Ngọc sẽ đứng lớp dạy các bạn. Còn các bạn đồng viên nhỏ, vận động viên mới thì chắc là tí nữa mới tập cả hai. Đây là các bạn vận động viên U12. Đây, tiếp theo là các bạn vận động viên U13. Các vận động viên U13 thì chiều nay thầy Nam với thầy Phong trực tiếp đứng lớp. Lịch của các bạn U13 chúng sẽ có một đợt kiểm tra sắp tới. Ban huấn luyện Hà Nội sẽ vào kiểm tra. Còn ở phía sau cung là các bạn gôn. Các bạn gôn ở phía sau cung. Các bạn gôn ở phía sau cung. Thái Quảng tập cho các bạn gôn. Đây như là các bạn vận động viên mới tập luyện. Hiện tại thì các bạn đã khởi động đến sân xi măng. Tí nữa thì các bạn sẽ xuống sân cỏ để tập. Các bạn vận động viên mới nhỏ này thì chiều cái sáng cũng đã đi khai giảng về trường. Sáng mai các bạn sẽ bước vào đi học. Đây là các bạn 2012 thế chuyện này 2012 đúng không? Đây là tất cả các hôm nay sẽ phân lớp ra các bạn 2012 U11 thì thầy Chiến và thầy Long sẽ trực tiếp đứng lớp. Thì bây giờ hiện tại sẽ phân ra là các bạn U11 và các bạn đấy là các bạn đã tập trước rồi. Thì các bạn sẽ thực hiện với tập khác. Đúng không?
Bây giờ hiện tại sẽ chia với các lớp. Đây là cùng các bạn sinh năm 2012, gọi là U11. Các bạn mới trúng tuyển, các bạn phải tập cầm chặt bóng. Tất cả các bạn sáng mai đều sẽ đi học văn hóa tại trường. Và tất cả các bạn đều có xe điện đưa đón đi học. Thế là ông ấy 22 thế là ông ấy. Tất cả lớp thầy là 22 hay đúng không? Em tưởng cái này gì em nói sai. Mình vẫn nhớ là tất cả các bạn sinh năm 2012. U11. Đây là tất cả các bạn vận động viên mới. Còn lớp của thầy Thuật khi này là tất cả các bạn còn lại U13, U14, U15. Đây là tất cả các bạn mới của U11. Được qua quá trình tập luyện ép dẻo.